Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bé Titan hệ điện nha. Đây anh bạn này hiện tại của mình đã lên level 39 rồi các bạn à. Và chú này mạnh không tưởng luôn với sức đam đến từ điện. Wow, con này thì mình mua với giá là 329.000. Và mình đã mua hết 4 con các bạn nha. Rất là tuyệt vời luôn. Thể theo lời yêu cầu của rất là nhiều thành viên để comment trực tiếp trên video của kênh HNT. Đây, và bây giờ chúng ta xem nào. Wow, chú ấy đã lên tới được chữ B rồi các bạn. Rất là đẹp và mạnh mẽ luôn. Tiếp theo thì hiện tại đang có một cái sự kiện vô cùng hot. Sự kiện này có tên là Kim Tự Tháp này là nó bắt mình leo núi các bạn ơi. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lết từ ở dưới đất mà leo lên trên nóc nhà nha. Wow, ở cái sự kiện này thì có khá là nhiều điều đặc biệt và thú vị. Đầu tiên phải kể đến đó là cái anh bạn vô cùng là đẹp luôn, đẳng cấp Legend và nó có 4 chiêu nha các bạn. Đây, ôi trời ơi, nhìn hết sảy luôn nè. Con này rất giống một cái con dragon hệ nước, mình nhớ không lầm là hệ nước các bạn. Y chang, chỉ khác là cái trang phục thôi. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái cuộc leo núi của mình. Action, lết từ từ lên nào. Và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà HNT ra video hay là live stream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Wow, tới luôn. Và đừng quên like ủng hộ mình với. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau leo núi nè. Xem ở đây mình có được cái gì. Lạng qua đây là có thức ăn rồi. Nhưng mà ở đây mình sẽ cố gắng đi kiếm những cái bé Legend về để review cho các bạn xem nha. Ở đây đầu tiên mình sẽ lấy cái con đẳng cấp là VR trước. Đây, ở dưới đây thì chúng ta không phải tốn quá là nhiều điểm để có thể quay cái vòng quay này. Nhưng mà càng lên cao thì điểm nó sẽ càng thốn luôn. Được 2 miếng rồi. Di chuyển lên nào. Wow, để mình xem coi cái mảnh này cần bao nhiêu mảnh để lấy luôn cái bé này nhỉ. 500 điểm. 500 điểm các bạn à. Và mình hiện tại mình còn có 300 ha. Thôi mình chơi hết mình luôn đi cho người ta hết hồn. Này là em gì ơi. Ôi trời ơi, vô đường cục rồi. Ồ, vậy cái tự nhiên mất 3 lượt đi không em. Công tình người ta đi. Cây dễ sợ. Wow, tiếp tục nha. Rồi, và đây là cái vòng quay cuối cùng của chúng ta. Hết điểm chơi rồi. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau ra. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem ba em vô cùng đẹp và sang chảnh của mình luôn. Wow, đều là hàng VIP cả nha các bạn. Action. Ba em hệ Titan. Đó, em này đó là em này mới ra lò nè các bạn ơi, mới sinh ra trong ngày hôm qua luôn. Wow, và ngày hôm nay anh ấy được lên sóng với một cái vẻ đẹp mỹ miều, một thân hình gọi là ghê gớm luôn. Wow, hãy luôn thành công được một thành viên đến từ các bạn. Đó, sự lợi thế của chúng ta ở đây đó chính là đô la thần trưởng. Chơi game mà mình nhắm mình chơi không lại người ta là mình dục tiền vô là thế nào mình cũng mạnh hơn người ta hả. cái đó người ta còn gọi là đô la thần trượng, chơi về mới ăn nổi. Wow, victory. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi chào hỏi một anh đàn level 85 nha. Xem ở đây có cái gì nào. Đầu tiên là gặp bạn Rodney level 32. Rồi, để chiến đấu với anh này thì mình sẽ nhờ đến anh bạn Châu Mập. Có hai cái sừng rất là to và bự. Em này được có tên là Mythic Titan. Con này là nó mạnh nhất trong 4 con luôn các bạn à. Nó thuộc dạng Mithy. Wow, và ở cái sự kiện đợt này thì chú ấy có thể nâng lên được 1 ngôi sao. Chú này là được cho free sau khi mà mua 4 con kia. Nếu như mà không có 4 cái con kia thì các bạn sẽ không có sở hữu được cái em này đâu. Đó, cho nên nó có một cái sức mạnh tổng hợp của 4 con. Wow, rất là ghê gớm luôn nè. Rồi, anh bạn Ruti đến từ Tam Bạn. Nguy hiểm quá cơ. Oh la la, victory nha. Rồi, tiếp theo chào hỏi một cái bạn level 83 nè. Lần này thì ba em đều là đẳng cấp heroic cả. Bộ giáp của mình thì đã bị phá hủy rồi. Để xem coi tem mình đủ sức để cân không. Ôi trời ơi, hoa cỏ mùa xuân, tiền chiêu cực mạnh luôn. Bây giờ chúng ta sẽ phải chào hỏi tên bạn một chút xíu nè. Với những em đẳng cấp là heroic thì các bạn biết rồi đó, những con này thuộc dạng là trùm luôn rồi. Nó là những con mạnh nhất của cái tựa game này. Căng dễ sợ. 70k victory hen. Sau một hồi đại chiến từ hột dưa và chúng ta đã giành được chiến thắng. Rồi, sau đây thì chúng ta sẽ mình hiện tại là mình đang có được mình bán bớt cái con này đi. Wow. Và đây là sự kiện live nha các bạn. Ở cái đảo live hiện tại đang có live là một em đẳng cấp là NL. Và các bạn hãy thử cái độ may mắn của mình nha. Thử like cái bé này xem có ra hôn. Biết đâu bất ngờ thì chúng ta sẽ sở hữu được legend mà không có tốn tiền. Cái vấn đề quan trọng ở chỗ này đó chính là không có tốn tiền nha. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ đi mình để xem coi shop bán coi. Và hiện tại cái shop này là nó đang giảm 50%. Mình xem coi có cái gì mới mẻ ở đây không. Wow, một em đẳng cấp là legend. Những chiếc rương này không biết nó mở ra cái gì nhỉ. Có cây cuốc nữa nè. Có Mithy sự kiện vào ngày 23 tây tháng 1 đến ngày 30 tây tháng 1 chúng ta sẽ có sự kiện mới và nhận được Mithy nha mọi người. Wow, 23 tới 30. Hôm nay của mình đó là tầm khoảng 21, 22. Rồi. Còn hiện tại thì các em này đang được bán luôn các bạn. Chỉ còn 21 tiếng nữa thôi là sẽ không có bán em này nữa. Và em này đang được bán là 329.000 nè. Món quà đặc biệt là ở đây. Ok, mình sẽ vào khu vực arena quậy một xíu nha. Lên mùa mới rồi cho nên nó là những em mới cũng đã được đưa vào. Để xem ở mùa giải này có cái gì. Cột mốc này là mình nằm ở trên cùng rồi cho nên chả có gì quan trọng nữa. Ok, và video đây cũng khá là dài rồi và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Mình đi thu hoạch ít vàng cái đã. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.